of Gold Clear Skin, đi tấp chuyên sâu, da sáng sạch mụn. Mỗi ngày, làn da của chúng ta phải tiếp xúc với vô số bụi bẩn, vi khuẩn cùng lượng dầu liên tục tích tụ trong lỗ chân lông khiến vi khuẩn sinh sôi dễ dàng. Lâu dần, những độc tố này trở thành thủ phạm khiến da xuống cấp trầm trọng, bề mặt da xám xịt, sần sùi, mụn nhọt, da lão hóa, thiếu sức sống. Các bạn có biết làn da cũng cần được detox thanh lọc để khỏe mạnh và sáng mịn hơn mỗi ngày? Hãy để Huff of Gold Clear Skin, sản phẩm detox da chuyên sâu hoàn hảo, giúp bạn có một làn da đẹp rạng ngời. Sản phẩm được chiết xuất từ các thảo dược quý như rễ cây ngưu bàng, dương đề nhăn, hoa nón, cúc kim tiền. Công thức từ sự kết hợp độc đáo này giúp thanh lọc, giải độc, tăng cường đào thải độc tố tích tụ lâu ngày cho lỗ chân lông thông thoáng, làn da sáng mịn màng. Một trong những điểm đặc biệt của Huff of Gold Clear Skin so với hầu hết các sản phẩm thải độc da hiện có trên thị trường là khả năng hỗ trợ điều trị mụn tối ưu nhờ thành phần chiết xuất từ hoa cúc kim tiền. Hóa chất này có khả năng kháng khuẩn tụ cầu vàng. Đây là loại vi khuẩn sống ký sinh trên da và gây mụn trên cơ thể người, có thể kháng hầu hết các loại kháng sinh. Tuy nhiên, hóa chất của cúc kim tiền có thể ức chế và tiêu diệt loại vi khuẩn cứng đầu này. Vì vậy, Huff of Gold Clear Skin mang tới cơ hội thoát khỏi mụn cho những người vốn thường xuyên bị mụn hoành hành hay mụn kinh niên trên mặt. Bên cạnh đó, kẽm, vitamin A, vitamin B6 có trong sản phẩm sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, thúc đẩy làm lành các vết thương, ngăn ngừa mụn và các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Clear Skin được nghiên cứu và phát triển bởi thương hiệu chăm sóc sức khỏe thuần thảo dược nổi tiếng thế giới, Huff of Gold, đảm bảo nguyên liệu thuần organic, không nhiễm hóa chất độc hại, không chứa chất gây dị ứng, chất bảo quản hoặc các chất tạo màu, tạo vị, hoàn toàn an toàn cho người sử dụng. Khi bạn còn chần chừ, độc tố vẫn đang tích tụ và tấn công làn da mỗi ngày. Thải độc da với Huff of Gold Clear Skin ngay thôi nào!